Bằng những ai chữ chúng con là những người đủ tin giáo mục này và phát tăng tam bảo tay vì chúc dưỡng học lai và phật thân đức trên từ chúng tôi nước hòa bình cùng bà là một tăng ni tăng khác các lãnh đạo và từ khi hoa kỳ tất cả thứ thời tiền nhân quân đình chúng tôi nước hòa bình và hòa đức đến ngày hôm nay làm lễ tăng đàn truyền thụ giới châu vận mệnh cho các vị sẽ được trở thành tỷ kiêu ni sa di ni. Giờ này chúng tôi nước hòa thượng đã từ bi hoan hỷ tề triều chúng con thân nghiệp sư của các bác xin ra đây đầu mình lễ cầu thỉnh để chúng tôi nước hòa thượng và toàn đại đức tác ca bi hòa thượng các vị giới sư cho các bác của chúng con được thân chiêm công đức để giới châu khỏe mạnh phát bạch chúng tôi hòa thượng và các quan niệm chúng tôi cho xin đại cao sư con hòa thượng sư của bà và nhân biết hạ kiên thất thủ an cư thường xuyên của giáo hội các giới tử tăng ni cũng phát vâng công đức mong được giới châu viên mãn trong tâm có một là hai nữa là được tiến tu đạo nghiệp thật là mạnh phát triển đây đi con hòa thượng và tâm tập ở đây là bắt đầu cầu và văn trung tâm tính lễ mình cũng như là chúng tôi đã làm lễ từ khi hoa nghỉ giữa cả dân qua rồi các trang vấn đề nghiệp của các bác chúng con xin lê đầu thì sẽ cầu tình thân dân tổ chức được
gia kiến nhất tâm thần ý để xuất gia hầu thầy học đạo. Nay thì các thầy đã giáo hóa cho chúng con, đồng thời đã đến cái tuổi chuẩn bị giới pháp và tận chúng con mà được quả đại đức đang đi nhất tâm để cái lời chỉ đầu của các con. Về xuất gia thì giới pháp là quan trọng, ngay được công đức nhân viên thế này thôi cũng là điều trước, là mình mới lấy làm tự hào, lấy làm bộ chỉ để cả cái đàn phấn khích khi tu đạo nghiệp có công của chúng tôi trong việc cái thành nhiệm vụ và tập trung của các bạn rất cần muốn được cho các con được lòng như ý trên chúng tôi mà gần như hội quả đã phát chứng cho rồi. Các con cũng gần như A Di Đà Phật. Cũng phải cho tôn đức hòa thượng Đường Tòa đại đức lớn sư đã từ bi hứa cảm tác chứng cho tôi. Các bác con xin đây đầu đỉnh lễ, xin được tùy lòng và kính phục. Quảng Nguyên, Thích Quảng Đạt,
Thank you.
chư đàn thượng tiết kiệm để giới chư tăng thương tập chư văn tham dân lỗ liên minh tự ái văn tử nam mô bần tử lai tầm bồ tát ma tát nam mô luân lai tầm bồ tát ma tát nam mô luân lai tầm bồ tát ma tát Hòa thượng vì đại nghĩa hòa thượng
ngã đi đại đức cố, ngã đi đại đức cố, đắc thủ bổ túc giới, đắc thủ bổ túc giới, từ mẫn cố, từ mẫn cố, đại đức nhất tâm niệm, đại đức nhất tâm niệm, ngã xa di thích tam chung, kiến tịnh đại đức vi hòa thượng, kiến tịnh đại đức vi hòa thượng, nguyện đại đức vị ngã tác hòa thượng, nguyện đại đức vị ngã tác hòa thượng, ngã y hòa đại đức cố, ngã y đại đức cố, đắc phổ phụ túc giới, đắc phổ phụ túc giới, từ mẫn cố, từ mẫn cố, đại đức nhất tâm niệm, đại đức nhất tâm niệm, ngã xa di,
tình thương, kim thỉnh đại đức, kim thỉnh đại đức, vi giáo phụ A Xà Đê, vi giáo phụ A Xà Đê, nguyện đại đức vị ngã, nguyện đại đức vị ngã, các giáo phụ A Xà Đê, các giáo phụ A Xà Đê, ngã y đại đức cố, ngã y đại đức cố, các phụ phụ quốc giới, các phụ phụ quốc giới, từ mẫn cố, từ mẫn cố, nhà lý giáo phụ hiệu thanh tịnh mạc phong gật thủ vị. Hoàng môn có nghĩa là Á Nam Á Nữ ấy, có không?
không? Không. Có vị có phản người này vào đây để phá họ, phá tăng không? Không. Có vị có phản là những người ác tâm, ác tâm xuất Phật thân biết, tức là vào chùa để giả làm mẫu sư xong rồi để bổ trợ Phật ra rồi, hay là như tượng Phật đi tu không? Các vị có phải là người không? Không có. Các vị có phải là loài súc sinh không? Không. Các vị có phải là người nhị hình? Nhị hình có nghĩa là nãy là hoàng môn là á nam á nữ, nhưng mà nhị hình là một lần đàn ông thì nó ra đàn bà, một lần đàn bà thì nó ra đàn ông, có phải là hạng người không? Không. Tuổi các vị đã đủ 20 chưa? Thầy hòa thượng của các vị tên là gì? Nhà tên hả? Hả? Tên là gì? Tượng Nhật Hạ Tân. Tuổi của các vị đã đủ 20 chưa? Y bác của các vị đã đủ chưa? Các vị đã được sự đồng ý của cha mẹ cho đi xuất gia chưa? Các vị có phải là những người có phải là những cái người mà như vậy là bỏ có vợ rồi xong bỏ vợ bỏ con đi xuất gia không? Các vị có phải là những người con trước kia đi ở hầu hạ là nô tỳ đấy, thì có làm con ở bây giờ đi du xin thì các vị có phải là người đấy không? Không. Các vị có phải là những người mà đang bị ở ngoài xã hội quan này mà đang bị truy nã, cái tội truy nã xong trốn vào chùa, có phải người này không? Không. Các vị đã đủ trưởng phu chưa? Không đủ rồi. Thế thì các vị có phải là những người mà mắc về cái căn bệnh như vậy là ung thư này, bụng nhỏ, có nghĩa là những cái căn bệnh mà không thể chữa được nhưng bây giờ là ung thư này hay là sida sidum đấy, thì các vị có mắc không? Không. Các vị có phải mắc về những cái bệnh điên cuồng không? Không. Hôm nay tôi hỏi các vị bài này điều là hỏi riêng, còn tí nữa các vị làm vào trong chỗ đại tăng các bạn được hỏi như thế nào, vừa giờ tôi hỏi ở đây thế nào, các vị trả lời như thế thì tí vào các bạn được nói phải sao, các vị làm về trước sau như một nhá, đừng có đây nói làm vào đấy này nói nẻo là không có được đâu. Thôi các vị này bài cũng qua bài đấy, đấy. Thank you.
kiên quyết thanh tôn lặng yên tâm cung tâm hết hộ hộ cung cơi thì chung thiết nhật thân quý hòa được các thời giáo các nhân thính cha vân chư đàn tử bạch chư đi chư tác bạch thành phú thầy lại các bệnh
khô hạn phúc khéo. Nay con cũng vậy, em vẫn Việt Nam tư thánh lục đạo cũng sinh ra từ đôi chương bất đăng đắc kỳ di dân đắc khổ ra hiếu già nạn bất bất lập tịch thang như vô già nạn địch đắc khổ giới yên na tu hu phát khởi tăng thượng tăng tâm lại đắc tăng thượng thế giới sở bị phát khởi tiêu hộ nhất thiết tu kinh tâm khi phát lộ lý linh xuất tam giới đồng chúng ngộ đề kim thư tới hóa thị tu thiện sẵn bản năng tác tam thừa chính nhân phục năng hộ thị phật kinh kinh pháp đình đáp thiếu dục trà dĩ thư giới thị phật tác trung bảo dư đạo thở vô ứng kinh vô gặp tam giao kỳ lượng khó gặp mà đạt được, khó đạt được mà được, đấy là những chút là khi hiếu nhất có mà nay đã được đạt được. Nếu mà phát họ được cái tâm đó phát, đó là những cái gì cũng là phát cái căn bản của việc này, có thể làm cho cái nhân cho tam thừa, tức là thanh văn bồ tát mà thanh văn la hán và phi phật nữa. Cho nên thứ này là báu ở trong Phật pháp, người đạo khác không thể có được, nên khi nhân tâm trân trọng rất là khó gặp, khó gặp mà nay gặp được. Nay các vị đã trở lên giáo phục vì người mà bệnh bạch huyết ma thấy huyết ma vi thế của chú tăng, cái công đức này khiến cho pháp giới thù thắng trong pháp giới đặt trên những người thân tâm của các người, khiến cho thành tựu tỷ kiêu, cái tính của tỷ kiêu mà là một bậc sau này đứng vào vô tam đạo. Vì thế nên các người hãy một lòng lắng nghe tín niệm suy nghĩ và trí thành để lễ phục. Đại đức tăng thỉnh tự ta đi thích thanh chỉ thiết thanh trung làm tổng hòa thượng thị tiêu thích nhật tăng cầu hộ phổ quốc giới tự ta đi thích thanh chỉ thiết thanh trung đáng kim tầm chúng tăng khất khổ phổ quốc giới thị tiêu thích thanh chỉ thiết thanh trung a di hòa thượng thích nhật tăng đi hòa thượng ta đi thích thanh chỉ thiết thanh trung quyết thanh tịnh vô tư nạn thử nhân mãn vì thật tám ni bát khổ được tám thời đạo tăng nhân thân tăng tiêu thủ hoa thích thanh tịnh thích thanh trung đẳng vũ quốc giới a thích nhật tân đi hòa thượng bạch như thị các văn thành phủ đại đức tăng thiên tư tha kê kinh danh hiến thích tâm trung đẳng tăng hòa thượng thị hiểu thích tân tâm cầu thủ của quốc giới ê thị tha kê thích thanh thiên thích thanh trung kinh tầng chúng tăng thất khổ của quốc giới a thị kêu thích nhật tân đi hòa thượng thích thanh tiến thích thanh trung đẳng thượng thuyết thanh định vô tư nạn thử nguyên mãn nhị lập tam vi bát thủ kinh khổ thích thanh tiến thích thanh trung đẳng vũ quốc giới thích nhật tân lý hòa thượng thủy chữ tướng lão dẫn tăng giữ thanh tiến thanh trung đẳng vũ quốc giới hòa thích nhật tân lý hòa thượng giá mặc kiên thì vẫn nhận ra thiên thứ thịt cơ yết ma thành phố đại đức tăng thịnh thứ ta thi thanh kiên thanh dung e thì vẫn nhận ra thiên thứ nghĩ yết ma thành phố đại đức tăng thịnh thứ ta thi thanh kiên thanh dung rằng thì vẫn nhận ra thiên
vẫn thư thì tam viết ma thành phố tăng ma đi ấn như ta đi thành đi thành không đàng phụ phụ phúc cơi thì thiếu hòa thượng thích nhật cân kế đi hòa thượng kính tăng nhân làm nhân cố thì tử như bị thị phụ hiện nam tử thương lai đi thị như đáng bạch viết ma kinh Bồ Tát cơ thể cho tử thi kinh thì thiếu thi kinh nhân tư thành đều kim tha thà lễ một vị nữ đáng quyết như tòng thì tướng pháp kinh như minh ca hổ kề nguyện tăng từ mẫn cố và tế ngã